xuất thân từ gia đình là ngư dân, mình sinh sống và lớn lên từ đảo nên từ nhỏ mình đã quen với hải sản, nói chung là cũng hiểu về hải sản. Thì ban đầu là mới ra trường cũng đi làm nhiều các công việc khác nhau. Thì đấy thì làm ở các công ty về thương mại điện tử và lĩnh vực marketing. Nên khi có ý tưởng về kinh doanh được ý từ ba của mình thì mình cũng bắt đầu thử sức kinh doanh ở cái lĩnh vực này. Thì đảo hải sản cũng ra đời từ đó, đến nay là cũng được 7 năm rồi. Hiện tại bên mình may mắn cũng là một trong những công ty bán lẻ hải sản được nhiều khách hàng biết đến và tin dùng. Ngành hàng thì tập trung sâu vào hải sản tươi sống, hải sản đông lạnh, chế biến và đóng gói, đến các ngành hàng ăn liền như là sashimi và lẩu. Nhiều sản phẩm cũng giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Đến nay thì đảo hải sản đã có 140 nhân sự, 9 cửa hàng và các điểm bán ở trong siêu thị. Và đặc biệt là cái mạng lưới bán hàng online đa kênh, khoảng đâu đó có 10 kênh bán lớn nhỏ. Đảo hải sản cũng phục vụ hàng trăm ngàn khách hàng mỗi năm. Nhìn lại 7 năm qua là cả một quá trình nỗ lực liên tục, không ngừng nghỉ. Có nhiều lúc khó khăn cũng đến, nhưng mà mình nhìn lại thì mình thấy là có nhiều niềm vui và cái trải nghiệm thú vị. Bản thân mình cũng học hỏi và tiến bộ nhanh. Cái ngành này đòi hỏi là cái sự kiên trì và cái tính tổ chức hệ thống quy trình nó rất là lớn, cùng với cái tốc độ làm việc nó cũng hơi nhanh, thì vận hành gần như liên tục. Thì bản thân mình cũng bị cuốn vào cái guồng quay về công việc và không có hệ thống để mình quản lý, đo lường cũng như là mình thúc đẩy nỗ lực phát triển của nhân viên hơn. Đến lúc mình nhận ra rằng là mình cần phải chuyển đổi số doanh nghiệp, tự động hóa các quy trình, các luồng công việc thì mình mới có thể tiếp tục phát triển lớn hơn được. May mắn là có Bay hiểu được những nỗi đau của một CEO như mình và đưa ra những cái giải pháp hữu ích để mình giải quyết những cái nỗi đau đó. Ở trong quá trình chuyển đổi số thì cũng được team Bay hỗ trợ nhiệt tình. Nói chung là các bạn cũng hướng dẫn cách tổ chức, các phương pháp hiệu quả, các tính năng tốt để mình áp dụng cho hiệu quả ở từng mô đun quy trình phù hợp với đại sản. Chẳng hạn như là bài toán về quy trình giải quyết khiếu nại. Trước đây có khiếu nại gì thì các bạn liên lạc rất nhiều bộ phận để tìm ra nguyên nhân rồi giải quyết. Mọi thứ nó khá rời rạc và cũng thiếu tác động rõ ràng để khắc phục gốc rễ. Base workflow thì mọi người biết được cái khiếu nại đến từ nguyên nhân gì, bộ phận nào phụ trách. Sau đó là giải quyết các bước tiếp theo nó diễn ra như thế nào. Từ đó có những cái đề xuất cải tiến để khắc phục cái gốc rễ đó. Cải tiến chính là cái thứ mà giúp cho doanh nghiệp mình tốt hơn mỗi ngày. Ví dụ như giao hàng thiếu sản phẩm thì mình sẽ có cách quy trình nào để làm sao cho không bị tình trạng nữa, hoặc là các phản hồi về chất lượng sản phẩm thì ngành hàng và vận hành can thiệp ngay lập tức để mình khắc phục. Số lượng khiếu nại cũng giảm đến hơn 70%. Các nhân sự là có được đóng góp vào tiếng nói của mình vào cái quy trình cải tiến thì họ cũng cảm thấy là tự tin hơn, hiểu hơn và gắn kết hơn. Chính những cái cải tiến này nó cũng giúp cho trải nghiệm khách hàng được tốt hơn. Thì mình cảm thấy thật sự may mắn vì chuyển đổi số trước mùa dịch. Nếu không có Bay thì không thể vận hành nổi. Tại thời điểm đó đảo hải sản quá tải đơn hàng và làm việc hầu như là từ xa. Thì Bay cũng giúp cho việc kết nối mọi người lại dễ dàng hơn. Thật ra là nếu mà mình nghĩ là công ty mà chuyển đổi số sớm hơn một năm nữa thì đến thời điểm hiện tại là doanh nghiệp đã mạnh hơn rồi. Là một CEO mình chưa bao giờ thật sự rảnh rỗi cả. Tuy nhiên là Bay đã giúp mình tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Cùng một công việc trước kia thì mình chỉ tốn khoảng 50% thời gian để làm thôi. Từ đó là có thêm cái thời gian để mình thực hiện nhiều cái mục tiêu quan trọng hơn để chuẩn bị cho chiến lược tăng trưởng công ty sắp tới. Khi đảo hải sản triển khai bộ ứng dụng nâng cao hiệu suất công việc được 9 tháng, thì các bạn nhân viên đã bắt đầu thích nghi và cảm nhận được lợi ích của Bay. Những tiện ích mà Bay mang lại từ quy trình làm việc cho đến những quy định chính sách đều được đăng tải trên nền tảng Bay và dễ dàng tìm kiếm. Đảo hải sản nhận thấy Bay là một công cụ nội bộ hiệu quả, vì thế tiếp tục triển khai Bay HRM trong quản trị nhân sự. Ban giám đốc cực kỳ quan tâm đến trải nghiệm của nhân viên và những lợi ích của nhân viên. Bây giờ thì các bạn nhân viên có thể chấm công và xem được phiếu lương ngay trên nền tảng Bay. Trước đó thì có một số siêu thị không có máy chấm công. Việc chấm công rất thụ động và dễ sai sót. Bây giờ thì các bạn đã chấm công thoải mái trên nền tảng Bay và không sợ bị sai hay là sót công. Đảo hải sản tiếp tục khai thác Bay sâu hơn nữa ở phần quản trị mục tiêu, lộ trình thăng tiến và chính sách nhân sự. Năm nay đảo hải sản cũng đạt mục tiêu tăng trưởng khá thách thức và mở rộng cái quy mô, tập trung vào cái tầm nhìn trở thành nhà bán lẻ hải sản và thực phẩm từ hải sản có vị thế số 1. Cũng trong năm nay thì công ty là sẽ tiếp tục hợp tác cùng với Bay để tối ưu chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đầu tư nội lực để tăng cái hiệu suất làm việc của nhân viên lên. Đây cũng chính là cái nền tảng cốt lõi mà đảo hải sản tập trung xây dựng để bứt phá trong thời gian tới.